Xin chào mọi người. Nếu như mọi người có một thời gian rảnh hoặc có một chút ít thời gian dành cho bản thân thì mọi người sẽ làm gì và đi về đâu? Riêng đối với bản thân tôi sẽ đi đến những ngôi nhà tâm linh, ấy là những ngôi chùa. Vì nơi ấy tôi sẽ tìm được chính bản thân tôi và tôi có thể sống và tiếp xúc trọn vẹn với hiện tại. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một ngôi chùa có lịch sử về chiều dài và rất nổi tiếng tại tỉnh Khánh Hòa, đấy là Pháp Viện Thánh Sơn. Pháp Viện Thánh Sơn là một trung tâm thiền tuệ Vipassana, tuệ niệm xứ hay còn gọi là tứ niệm xứ, nằm tọa lạc trên đỉnh đồi Đế Dài thuộc thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, với diện tích hiện tại khoảng 4 hecta. Phía sau là ngọn núi mang tên Hòn Dữ. Người dân nơi đây thường lên núi để tìm kiếm trầm hương và những vật quý hiếm. Trước đây, nơi này được gọi là Thánh Sơn Cổ Tự, được sáng lập từ năm 1918 bởi cư sĩ Lê Thiện. Người vừa là một vị tiều phu và vừa là một vị sĩ gia ẩn dật hoạt động cách mạng yêu nước. Trải qua hai thời kỳ pháp nạn năm 1945-1954 và thực dân Mỹ xâm chiếm năm 1954-1975, Thánh Sơn đã hai lần bị sụp đổ hoàn toàn. Từ năm 1975, đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng, dân tộc Việt Nam được hòa bình tự do độc lập. Đến năm 1976, Thánh Sơn mới được phục dựng lại và sinh hoạt an lành. Năm 1981, cư sĩ Lê Thiện mất và truyền lại người kế nghiệp trông coi từ Viện Thánh Sơn là người cháu cậu, thế danh là Đồng Đường. Năm tháng qua đi, tuổi già sức yếu không còn thể kham nhẫn, nhưng trong con cháu tộc họ không có ai kế nghiệp tế tự, người chỉ ước mong có một vị tu sĩ nào về để trùng tu Thánh Sơn cổ. Trong thời gian này, có rất nhiều vị tu sĩ Phật giáo về nhưng vẫn chưa đủ duyên ở lại. Và mãi cho đến năm Ất Dậu 2005, duyên lành, vị sư với pháp danh Giác Quang thuộc giáo đoàn 3 trực thuộc hội phái Khất Sĩ về tiếp nhận và trùng tu tái tạo, đổi tên thành Pháp Viện Thánh Sơn. Buổi đầu, Pháp Viện chỉ là một am thất nhỏ bằng tre lá, cảnh đồi còn hoang sơ vắng vẻ, đường vào chưa hình thành, phải băng qua cánh đồng ngập bùn nước. Qua 15 năm trùng tu và phát triển mở rộng, với tâm huyết mở mang mối đạo, là một trung tâm hoằng pháp lâu dài, nối truyền Thích Ca chánh pháp theo như lời tổ sư Minh Đăng Quang, hình thành nên một trung tâm thiền tuệ là nơi duy nhất cả ba hệ phái đạo Phật Nam truyền, đạo Phật Khất Sĩ và đạo Phật Bắc truyền ở Việt Nam. Sư Giác Khoan không quản ngại khó khăn, vừa tu tập vừa san lấp làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ đến nay. Người đắp núi xây thành, dựng ngôi tam bảo uy nghiêm, với lối kiến trúc hội tụ Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Khất Sĩ, và giao thoa giữa nền văn hóa bản địa Chăm Pa cổ, sự phá cách hiện đại hòa cùng không gian thiên nhiên, đã hình thành một khu nội viện Thánh Sơn dành riêng cho chư tăng. Pháp Viện Thánh Sơn được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, ban ngành và giáo hội, tăng đoàn. Đến năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục tiếp theo về Điện Viện Thánh Sơn dành cho đại chúng và quý vị Phật tử quan khách gần xa, khu ngoại viện dành cho chúng Phật tử tu tập và cộng tâm quan dẫn lối vào. Hàng năm, tại nơi đây, Pháp Viện Thánh Sơn là nơi tổ chức nhiều ngày lễ hội kỷ niệm với hàng ngàn Phật tử quan khách hướng về tham dự cùng chư tăng ni. Đó là lễ hội Thánh Sơn vào rằm tháng Giêng, ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, đại lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4 âm lịch, lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Dân Y ngày rằm tháng 7 âm lịch, vân vân, và các khóa thiền tuệ niệm xứ thường kỳ vào mỗi tháng.
Ngoài việc hằng dương giáo pháp, phát hành kinh sách, pháp viện còn là nơi hoạt động xã hội, thiện nguyện thiết thực ở tỉnh Khánh Hòa. Đã thực hiện nhiều chuyến cứu trợ cho đồng bào, cho nhân dân những vùng bị thiên tai, ủng hộ xây dựng lại nhiều nhà cửa cho các khu vực lũ lụt và người nghèo. Pháp viện Thánh Sơn ngày nay là một danh lam ở Việt Nam, thường xuyên đón tiếp đông đảo tăng ni Phật tử và quý vị quan khách trong nước và nước ngoài đến viếng thăm tu học để góp phần cầu nguyện quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận, cúng dường lên chư Phật, chư Tổ Thầy và tri ân lên tứ ân theo lời Phật dạy trong Tam Tạng Nikaya.